Như vậy chúng ta đang có cái tài khoản hiện nay mà của thầy, thì thầy có cái tài khoản cũ và tài khoản mới. Như vậy thì các cái email mà các bạn đã đăng nhập á, như vậy khi mà các bạn chọn đăng nhập nè, rồi nó ra một cái tài khoản của mình, tài khoản gốc. Và dưới này với những cái tài khoản nào mà các bạn đăng ký thêm trong cái phần mà đăng ký hộp thư đó, ví dụ như ở đây của thầy đã đăng ký hộp thư là 3 cái mail chẳng hạn, thì đối với tài khoản Google AdSense này mình cũng có 3 cái tài khoản đó. Thì với tài khoản thứ hai là thầy đã tạo rồi, cho nên là nó cũng vào cái giao diện này luôn. Rồi thì nha, bây giờ với tài khoản thứ ba là chưa tạo. Đây là cái giao diện mà các bạn đã thấy. Như vậy thì cái này mục đích của người ta là gì? Người ta sẽ muốn sell giùm bạn, tức là Google sẽ làm giùm bạn. Bạn không có kinh nghiệm gì về sell hết, Google nó làm giùm. Như vậy nó hỏi là bạn muốn cái gì ở đây? Bạn muốn nhận được nhiều cuộc gọi hơn, hay là bạn muốn những cái ghé thăm từ một cái vị trí địa lý nào đó? Như vậy cái mục đích của mình muốn là gì? Bây giờ mình nói rằng mình sẽ tạo một cái tài khoản, chứ mình không muốn những cái này. Mày chọn ở đây. Và trong phần này quay trở ngược lại, nó đang muốn xem là cái lúc nãy nó hỏi search ra trang web của bạn, hay là hiển thị, hay là sử dụng app, vân vân vân. Đây là những cái mà nó gợi ý cho mình, mà lúc nãy các bạn click vô là nó bảo là phải đến cái mục thứ ba là tính tiền ấy. Thì mình nói rằng mình tạo một cái tài khoản mà không cần đến những cái gợi ý ở trên. Như vậy thì mình click chuột vô đây. Rồi, submit. Mình xem thử những thông tin này của mình đúng hay chưa. Nếu đúng, mình chọn submit. Đồng ý. Và bây giờ mình đã ra được cái thanh công cụ rồi. Mình sẽ chọn là lập kế hoạch. Và lập kế hoạch là dùng keyword. Đấy, là nó quay ra cái trang mà chúng ta sẽ phân tích từ khóa. Nó quay ra cái trang mà phân tích từ khóa của chúng ta. Khám phá nè, khám phá thử tài khoản của mình có cái gì. Rồi. Như vậy bạn muốn tìm một từ khóa nào thì bạn chọn là tìm kiếm một từ khóa mới, gõ vô đây. Ví dụ điện thoại thông minh. Đấy, như vậy thì cái số lượng tìm kiếm của nó ở đây, điện thoại thông minh, mức độ tìm kiếm trung bình hàng tháng, được chưa? Như vậy thì các bạn đã có được con số gì? F về, và có được con số F về, bạn đã có được con số này S về, và bạn điền vô đây search column. Và cũng dùng chính cái từ khóa này, mình sẽ tìm ở đâu? Dùng chính từ khóa này, mình tìm ở Google Search. Và mình có con số là 255 triệu kết quả copy. Như vậy mình đã có con số thứ hai.
được chưa? Và mình tính ra được cái tỷ số, chỉ số hiệu quả của nó là bao nhiêu. Đấy.